Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương huyện Nam Căn, kỳ phát sóng đầu tiên của năm 2024. Trước thềm xuân Giáp Thìn, những người thực hiện chương trình kính chúc quý khán giả nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2024. Trong trang địa phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý khán giả điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng tại chi bộ trường tiểu học xã Hàng Vịnh. Tiếp theo là ghi nhận về công tác trang trí phục vụ Tết ở trung tâm đô thị Nam Căn. Phần cuối là phóng sự Tết ấm cho người nghèo. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Từ năm 2018 đến năm 2022, chi bộ trường tiểu học xã Hàng Vịnh đã giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục, xứng đáng là điểm sáng về công tác xây dựng Đảng ở huyện Nam Căn. Chi bộ trường tiểu học xã Hàng Vịnh hiện có 33 đảng viên. 5 năm qua, chi bộ chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hàng năm, 100% cán bộ đảng viên được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, bảo đảm về nội dung, đa dạng về hình thức. Đặc biệt, quán triệt thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, mỗi đảng viên có ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, gắn với việc thực hiện nghiêm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành giáo dục. Bên cạnh đó, gắn công tác chuyên môn vào kế hoạch và phương hướng hoạt động của chi bộ, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền và đoàn thể. Từ đó, ý thức trách nhiệm, vai trò, gương mẫu của đảng viên được nâng cao, nhất là trong việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thứ nhất là phải quán triệt thực hành dân chủ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình. Cái thứ hai là xây dựng cái đội ngũ đảng viên trong sạch vững mạnh, có chất lượng cao, số lượng phù hợp. Thứ ba là giữ vững cái chế độ và nâng cao cái chất lượng sinh hoạt chi bộ, là làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong việc xây dựng chi bộ, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tham nhũng và tiêu cực. Bản thân tôi là một đảng viên thì tôi luôn chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công việc, đều có chương trình, kế hoạch, làm việc một cách khoa học, ngăn nắp, nền nếp, luôn đạt kết quả cao nhất. Trong sinh hoạt chi bộ đã nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định việc kiểm tra giám sát đảng viên, trong đó người được kiểm tra giám sát chấp hành nghiêm chỉnh quyết định kiểm tra giám sát, nội dung kiểm tra giám sát rõ ràng, cụ thể và bám sát vào những nhiệm vụ của đảng viên được phân công, tập trung vào những nhiệm vụ mà đảng viên còn hạn chế, giúp nhau cùng tiến bộ. Những năm qua, chi bộ trường tiểu học xã Hàng Vịnh đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng như 3 năm nhận cờ thi đua cấp tỉnh, trong đó có cờ của Thủ tướng Chính phủ, 5 năm liền được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 5 năm liền được Đảng ủy xã Hàng Vịnh khen thưởng là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục. Năm học 2018-2019, trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu khối thi đua ngành giáo dục. Năm học 2018-2019 và 2021-2022 được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua. Năm 2023 được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. 5 năm qua thì tập thể chi bộ trường tiểu học luôn phấn đấu đạt được nhiều cái thành tích trong công tác chuyên môn của chi bộ và của trường. Trong sinh hoạt chi bộ thường lệ thì thường xuyên đổi mới cái nội dung sinh hoạt của chi bộ, bảo đảm đúng cái quy định hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình đặc điểm của chi bộ. Thời gian tới, chi bộ trường tiểu học xã Hàng Vịnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, phát huy sức mạnh tập thể và vai trò của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành, quyết tâm phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, kế hoạch mà chi bộ đã đề ra. Hiện nay, các hạng mục công trình phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn huyện Nam Căn đã hoàn thành. Trong đó, nổi bật là việc trang trí đèn hoa trên các trục lộ chính ở nội ô thị trấn Nam Căn, khu vực tượng đài khởi nghĩa Hòn Khoai, nơi diễn ra sự kiện bắn pháo hoa đêm giao thừa, đón chào năm mới. Trên các tuyến đường chính ở nội ô thị trấn Nam Căn như tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ nút giao thông từ cầu Cái Nai đến bến tàu xe Nam Căn, đường Hùng Dương,
đoạn từ đường Kim Đồng đến cầu Kinh Tắc được lắp hàng trụ đèn chiếu sáng và trang trí đèn LED các loại. Tại khu vực tượng đài khởi nghĩa Hòn Khoai, việc trang trí đèn hoa, các trụ đèn năng lượng, đèn pha 12 con giáp, đèn treo trụ, đèn cảnh quan, vân vân cũng đã hoàn thành. Đặc biệt, việc trang trí đèn hoa phục vụ Tết cổ truyền của dân tộc năm nay đã làm nổi bật nét đặc trưng của vùng ngập mặn Nam Cang khi xuất hiện hình ảnh cây đước, con tôm, con cua. Thì ban có tiến hành thực hiện một số nội dung về trang trí để phục vụ cho Tết. Thì các vị trí trang trí thì trên các trục chính của các tuyến đường trong nội ô thị trấn Nam Cang, đặc biệt là khu tượng đài khởi nghĩa Hòn Khoai, các công việc trên đó hoàn thành trước ngày 30 tháng 1 năm 2024 nhằm ngày 20 tháng 12. Nhìn chung, các hạng mục công trình lắp đặt đèn hoa đảm bảo hài hòa, phù hợp với cảnh quan, đảm bảo môi trường, đồng thời thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các khu vực xung quanh, đặc biệt là tạo vẻ mỹ quan đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống, phục vụ tốt cho bà con nhân dân chào đón các ngày lễ hội của huyện, nhất là dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Đường lộ đèn đuốc rồi đây là đảng nhà nước quan tâm. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là năm nay có nghe bắn pháo hoa. Như vậy là bà con rất là nghe phấn khởi và mừng. Đón cái Tết này rất là vui vẻ. Hôm nay được bắn pháo hoa, pháo bông này là coi như là rất là phấn khởi. Mà vui mừng, tập trung hội tụ về đây. Rồi săn bãi này kia mát mẻ, có điều kiện rất tốt. Để cho dân một qua một năm qua mệt mỏi vậy đó. Rồi người ta vẫn thưởng thức được một cái đêm giao thừa. Cho nó có một cái niềm vui, đem lại cái dòng tự tin, rồi an khang thịnh vượng đó. Đó là một cái chuyện mà mình hết sức là cần thiết. Như tuyến đường được khoác lên mình diện mạo mới với các cụm đèn lung linh, mô phỏng biểu tượng cảnh sắc đặc trưng của huyện. Sắc xuân đang đến gần với người dân Nam Cang trong niềm hân hoan phấn khởi. Hàng năm cứ mỗi dịp Tết đến, các cấp ủy đảng, chính quyền, các hội đoàn thể trên địa bàn huyện Nam Cang luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội và người nghèo thông qua nhiều hình thức, với mong muốn để mọi người dân được vui xuân đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, không ai bị bỏ lại phía sau. Căn nhà tình thương Còn Thơm Mùi Sơn vừa được Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với xã Hàm Rồng bàn giao cho vợ chồng ông Quỳnh Chí Thanh và bà Trần Thị Quế, thường trú tại ấp Kinh Tắc, là người đang nuôi dưỡng con gái và cháu bị khuyết tật não bẩm sinh. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tuổi cao, không đất sản xuất, thu nhập chính từ công việc phụ hồ hàng ngày của ông Thanh từ 200 đến 300 ngàn đồng, chỉ đủ trang trải sinh hoạt. Căn nhà được xây dựng trị giá trên 50 triệu đồng, giúp vợ chồng ông Thanh có chỗ ở ổn định, nhất là trong những ngày Tết cổ truyền đang đến gần. Nhận được căn nhà này là mừng dữ lắm. Bởi vì mình thì như là con thì cháu thì nó vừa khuyến tật, hai đứa, rồi cô thì bệnh, nhà thì chỉ có một lao động chánh thôi. Ra nhà nước, chính quyền đây cho được căn nhà, cô mừng lắm. Ngoài việc chăm lo người nghèo có chỗ ở ổn định, trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, toàn huyện Nam Cang có gần 800 gia đình chính sách, trên 990 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội được nhận quà và chi tổ chức cho các hoạt động tri ân khác với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương cấp trên 196 triệu đồng, ngân sách tỉnh trên 1 tỷ 55 triệu đồng và trên 781 triệu đồng từ ngân sách huyện. Trong những ngày qua, huyện Nam Cang đã tổ chức nhiều hoạt động thăm tặng quà Tết, đảm bảo kịp thời giúp người dân có thêm niềm vui đón Tết cổ truyền của dân tộc trong niềm hạnh phúc, sự đầy đủ và ấm áp. Các cấp các huyện ở địa phương này thì cũng lo cho dân lắm, cũng hàng năm thì cũng phát quà cáp thì cho dân. Mà đôi khi không có nhà thì mấy chú mấy bác đây có địa phương đây cũng lại tới nhà, cũng đưa quà cáp, cũng tới nhà cửa để cho bà con cô bác ăn một cái Tết cho vui vẻ. Cũng nhờ chính quyền rồi nhờ nhà tài trợ đối với là mừng mấy bà cháu để mưu sinh trong nhân dịp ba ngày Tết, nhân dịp đầu năm mới đó. Cô cũng gửi lời cảm ơn là như nhà tài trợ, là các chính quyền các cấp. Làm vợ gia trai thì ông xã thì bệnh tim, ông mà không nổi, vui lắm. Bữa nay nghỉ làm đi nhận quà
vui để dành đó để nuôi con, từ từ nuôi gì dạy cho con ăn. Thì Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu cho huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm viếng và trợ giúp xã hội, đảm bảo là đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lắp, không để lợi dụng trục lợi chính sách, với cái nguyên tắc là các đối tượng chính sách đều có quà và nhận được quà trước Tết. Quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách là một phần quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của huyện. Qua đó, không chỉ tạo động lực, mang lại niềm tin để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, tăng thu nhập để cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến xuân về. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng dành cho trang địa phương huyện Nam Căn đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong trang địa phương kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.